Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và đây là kênh YouTube duy nhất và chính thức của mình. Anh em nhớ subscribe để không bỏ lỡ những siêu phẩm cũng như là giúp mình có được nút bạc một cách sớm nhất. Ghế massage Haruko, điểm tô cho sức khỏe. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi để đến với lại Pan, AC thải ơi. Bên kia hai cho son nhá. Sẽ cầm AC là tôi yên tâm rồi. Bên kia con gì ta? Foro à? Đây là Pan. Đây là AC của sẻ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ngoài cầm AC cùng tuyển. Sẻ cầm AC thì như chưa thua trận nào. Vì AC đánh cung à. Vâng, bài kín rồi. Úi giời, mắc bèo. Hơi đen cái là đường, đây là đường nhà he he sang. Chứ đường từ mặt trước sang thì thôi. Lói thật. Chém mà mát. Đây rồi, giữa hai nhà này có bầy hiêu này, ai ăn đây? Úi dồi, đây rồi. Úi bài sẽ kín nắp bài này, nói chung là đường ra là khó hơn đường vào. Con voi sao ấy? Đấy, voi rồi, voi rồi, voi rồi. Chỗ này nhiều đang he còn không vào được, ăn he đang có bầy hiêu to nhờ. Bầy hiêu nhà he to đấy. Úi giời, bãi quả phụ luôn này. Úi giời, ui mẹ, tí là dần tàn chết với con sư tử. May quá. Nào, he còn bãi quả phụ nữa không? Thôi 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 thôi, đừng đừng. Bảy hiệu đấy rách lắm, bảy hiệu đấy rách lắm. Ơ? Bài sẻ lại có hiệu nữa à? À rồi, lại có voi nữa à? Nó còn có quả nữa cơ, đấy. Đây, số nó đỏ lắm. Có voi à? Không phải, sư tử với cày. Ừ.
nhiên vấp chân vào bãi quá thì mừng mừng rơi nước mắt. Mày qua hạ chân ở cái chỗ bầy hiêu à. Mày quá bầy hiêu bầy. Nhà chính của he bị chọc thì bảo nhá. Nếu mà sẽ cẩn thận thì bo cái e chỗ giữa hai nhà vào. Hai người quay he luôn. May quá chọc được chết con giò. À con cung tây. Hiện tại thì cái chỗ khe ở giữa nhà sẻ. Chốt một cái e đây cho chắc gạch. Thì biết là nó chịu. Không biết ở cái khe thì. Rồi. Tuyệt quá. Thôi bỏ ra này trước. Vãi đạn cái thằng sẻ. Trời ơi. Ủa ôi. Đúng là chỉ có sẻ nó mới dám bo như này thôi. Polynesian của game thủ BB. Bài he đang muốn đi tất tay vào nhà của game thủ BB, không có đi quân. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào sẻ ăn đang ăn quả với em rồi. Ôi chém được vào nhà sẻ nó không phải đơn giản đâu, tự dưng không thấy nó sửa đâu, không phải dễ đâu, không phải nó không biết đâu. Xong rồi lại đen, xong rồi lại nó đóng ra ngoài. Sẻ cái gì nó sẽ làm như thế thôi. Tí nữa à, đánh tay đã. Ui giời. Mẹ thánh nhẹt. Đây là ông heo. Ui giời ơi heo ơi, để cho thằng Bi nó đi quân đi heo ơi. Chém thế ai đánh. Nó đứng nó bắn. Nó đứng nó gõ nó to đầu cùng đường Bi. Cứ đứng gãi đã. Tụ quân một phát rồi nhà màu hai xong. Gạch nắp nhìn nó bo rộng nhưng mà mình cảm thấy nó cũng chắc kiểu gì ấy. Như kiểu là nó biết đội bạn chuẩn bị công ở mặt này hay sao nhỉ? Đấy, rõ nhà không có con nào thôi cũng phải đi. Mẹ, thế cơ chứ. Bài này nếu mà gặp tay chém nào cầm ấy thì tôi nghĩ rằng kiểu đấy là Hồng Anh nó vẫn đi tiếp đấy. Gặp thằng xẻ, nó gặp dĩa xẻ đâm nó cũng xoắn nào. Bài Roman khỏe ai? Nghe đánh cẩn thận nhá. Bài Roman khỏe đấy, ôi trời ơi. Bắt rẻ à?
tuần này có dạng 4 rồi. He ai giữ lạc đà nhá, he ai giữ lạc đà, chuẩn bị đã có con tà tùng móc máy ở nhà thằng hai nhá. Xoay vỉ thằng chém hai đi. Ui he ơi, phải ui dồi ôi, kinh nhở, trời ơi thằng he, ôi trời ơi, phải em đứng quả vãi đạn. Rồi xẻ nó xúc cái BC ở kia rồi. Ui trời. Có khi làm cái bây giờ chay nữa vẽ ruộng. He xẻ đứng quân bảo kê cho he làm ruộng được đấy. He chắc ruộng 2L vắt đều được đấy. Thôi đèn mẹ ruộng đi vào góc kìa, vào góc 6 giờ cái nhàng xẻ kìa. À, he lại có một khoanh ruộng ở góc kia rồi, lại đang đẹp rồi. Ờ, à, nhưng mà đi đường khác đi, đi đường dưới lại không được đâu. Vào thẳng nhà 2 đi. Có 2, hả? Phô đi hết rồi. Cẩn thận bên này nha. Nó có cái cây gỗ kìa, khó chịu phết đấy. Móc máy mất tay rồi, xẻ ra quân được rồi đấy. Có một con chém vẫn đang chém BE. Đây là hình máy cái thủ he he. He cứ 2L đều được là tốt. Tham cân là dễ thở đấy. Sẽ có tăng A không? Đủ he he. Đây rồi, vẽ đi. Không có gỗ, cày thế nhỉ. Không bắt được rồi. Thằng mình đang đi xuống đấy. Sẽ đứng quân hay lắm. Đây là mình máy game thủ he he cầm pan. Ban cứ phải 2L đều nhá. Muốn làm nào làm. Đông đấy. Roman đông đấy. Thế bắt buộc he cứ phải 2L đều thì mới vã được. Bị mất quanh ruộng rồi đấy. Chạy thẳng vào góc 6 giờ nhà hàng xẻ. Vào trong đấy xẻ nó bơm gỗ cho làm cái bên nào. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ nắng. Chim sẻ đang đánh quá chắc tay. Cẩn thận hở rừng sẽ nhá. Xem màu 8 đâu. Cẩn thận hở rừng cạnh BB kìa. Không ốp màu 2 chứ. Rất đông. Chúng ta không có để lấy cung giờ chim sẻ đang ép quân để đó là mắc bêu. Phải bắn được 2 trước. Nhàng 2 dễ móc hơn. He đang ở đâu? Thôi he đứng đây đúng không? Để mình sẻ đi thôi. Sẻ có tách vài con cung giờ vào không? He bám đít thằng sẻ. Chốt cho một cái BE nó cạnh cái BB đằng sau BB ấy cho nó chắc này.
Ôi chỗ này, bê. Nghe xem nào. Này cho nó chăm gỗ chăm thực đi. Cho he chăm gỗ chăm thực đi. Rồi khe này nó không ra được đâu, khe này nó không bao giờ, màu 8 không bao giờ ra được luôn. LP làm gì có cửa. Màu 2 không biết quân đi đâu đâu nhá, cẩn thận nó sồ đâu ấy, đây rồi. Thôi giật he ơi, giật đi. Cứ đứng chỗ này ngắm thì đã. He thỉnh thoảng tạt nhà màu 2 cho nó hết lực đã. Mình lấy tham nó dần nó đừng ngấu nghiến làm gì cả. Tham lại đè. Một kích mặt này, một kích mặt kia. Xẻ nhiều năng, nhiều ba kích ấy. Ủa, xẻ chồng nó đánh thì chắc tay thế nhỉ. Ăn mẹ cái, ăn cái rừng cây, ăn gì khác. Rừng cây nguy hiểm quá. Chúng ta đang có thể thấy rất nhiều cùng lời Syrian thì chúng chim sẻ nắng đang phải dàn quân ra để ăn, để nây chờ luôn. Ốp cắt tay. Ôi ôi, đứng dịch quân ra cho thằng he nó còn đảo nữa. Nhưng chỉ bây giờ chỉ sợ là nó có một cái BN và sau đấy là nó có một hai con voi hút đam cực nhiều luôn. He ơi, tách một hai con lạc nào vào quấy ruộng đâu, một hai con thôi nhá, đừng có nhiều. He đang không ngoi lên trên mà đảo, không ngờ đang đứng quá là dày. Bây giờ là cung giờ của AC solo với cung giờ của Hit rồi đấy. BB đang phải lùi quân. Nhưng khoai nhất bây giờ là có một hai con voi lớn ló từ đâu ra. Chim sẻ đang cầm một bài, cầm AC Gan mới nói là quá mẫu mực. He ơi, bây giờ he đang cơ hội không? Hết mẹ lạc gà rồi. Ôi rồi, vậy sẻ vẫn phải tập. Sẻ vẫn phải tập trung ấy thôi. Tập trung ốp A thôi. Tôi nghĩ rằng BB biết cái bài mà sóc thêm 1-2 nhà BL. Đóng 1-2 nhà BL sóc voi nhưng mà có lẽ anh không có tay thì phải. Bây giờ mới là voi cung. Nó phải là voi sữa kìa cơ. Bây giờ vào móc dân ruộng đã. Họ đẻ voi thì mình vào móc dân ruộng vì voi không thể cơ động được như kiểu những con cung giờ. Thôi rồi, không thiếu gì đâu. He cứ quấy rồi. Sẽ cầm trận AC nó gọi là vãi đạn. Trận này thề nếu mà thắng chỉ sẽ đánh được rồi. Chắc chắn luôn. Rơi vào tay người khác không bao giờ thắng được kèo này. Đây là he. He ai quấy được màu 2 không? Màu 2 nó vẫn đông à? Màu 2 không có gì à? Thế thì sẽ lên 4 xong sóc khoảng 2 tên C là bên họ quýt. Bây giờ ngại nhất là cái thế mà họ đóng BL và sản mấy con voi sữa ấy thôi. Sẻ vẫn đang đánh dã man. Đang đóng khá nhiều ca. Đây mà đánh máy cái thủ he he. Đang có một vài con cung con lạc đà đi móc máy. Họ đang muốn dí luôn thì họ biết chim sẻ cũng đang kích 4. Chuẩn bài. Đây là một thời điểm khó. Đây là một tuần khó. Đóng e mặt A luôn. Chốt A.
rất khéo léo của chim sẻ. Vâng, đóng bê bê. Trời ơi, hai cái bê bê. Con sẻ nó cơ cấu nhà dã man. Một thế đứng mà khá khoai thì nó đem đủ chim sẻ nắng. Màu 2 có gì không hả hè? Màu 2 không có gì vậy thì vẫn có thể dễ thở thành trong đem đủ chim sẻ. Đợi ca to ra thôi. Màn hình máy cũng đủ he he. BB đang chết khá nhiều dân ăn gỗ. BB dường như là không còn gỗ. BB đang BB cũng chưa làm gì được, mặc dù là đang có một kích cùng giờ trong này. Không thể nào có lực chuyển nạp đôi được. Tôi chỉ sợ họ đánh voi thôi. Đây là chim sẻ. He he, cứ hai lờ đều đi quấy thì đừng hỏi tại sao. Thề luôn. He he đang quấy rất khó chịu đấy. Màu 2 yếu nhất rồi. Bài này đúng là bài sinh ra thì để cho sẻ làm nên huyền thoại. Một tình huống bị lỗi quần của sẻ. Nhưng không sao. Bây giờ cho một con hót vào khu vực góc 3 giờ được không? Góc này vẫn đang hơi đen. Vàng trên bản đồ còn khá nhiều. Màn hình máy he he. Chỗ đấy không còn gì đâu he he. Sẻ nó vừa ở đấy xong rồi. Vòng chỗ khác không cẩn thận bị mất mấy con lạc đà. Có sóc vài con pháo bẹt không? Để cho nó đứng bên trong. Đây là he he, có đạp đôi đến từ game thủ màu 8. Rồi tách. Hồng Anh yếu lắm rồi đấy. Hồng Anh yếu nhớt rồi đấy. Đấy, game thủ top 1 nó là vậy. Nó chỉ có 1-2 con cung gờ các thứ ấy, nhưng mình cảm giác đi đâu cũng gặp quần nó. Giáp nâng hết chưa nhỉ? Nó chỉ có giáp 4 thôi. Bê bê kìa. Bê bê bây giờ sửa cũng khó cơ. Đấy nhưng mà sẻ nó đứng một con họt lên một con cung gờ rất khôn nhá. Nó đứng kinh lắm. Bài này đúng là làm nên huyền thoại của sẻ rồi. Nhớ ruộng nhá. Rồi màu 2 fit rồi đấy. Bằng tham mới lại sẻ rồi. Màu 2 bằng tham mới sẻ. Tham lai chỉ 10-15 thôi. Bây giờ là có tay làm bơ nhớ tôi cái ruộng rồi tôi đỡ đầu tìm. Ô lại đi ăn gỗ này. Màu 8 hết gỗ rồi nhá. Màu 8 hết sạch rồi đấy. B A. Trẻ vẫn đang bể rất dẻo. Vẫn luôn đây rồi, tự nhiên thấy bãi vàng đây, tươi quá.
ta có thấy màu 8 đang rất đuối gỗ. Một bài mà bây giờ thì thật sự là rất cần những cái tim mà các bạn thả trên khung chat. Rất cần những cái tim mà các bạn thả trên khung chat của Fanpage Tuấn Tiền Tỷ bạn ơi. Sếp ơi, vãi đạn luôn. Đây là 119 cho năm 2 còn he. Đây mà đánh máy game thủ chim sẻ. Màu 8 đang rất đuối rừng nha he nha. Điểm yếu của họ đó. Hồng Anh bây giờ là ngồi đọc báo với he thôi. Hai anh bạn đồng cảnh ngộ với nhau. Ta còn thấy sẻ đang đánh quá mắc bèo. Tâm dấu cao trong nhà. Hè vào nhà tâm sẻ đấy. Không được. Trên bản đồ còn rất nhiều vàng để cho chim sẻ thi đấu. Không vàng còn rất nhiều. Đây là đạp đôi Phonesian, nó không có cái vẹo gì quá nhiều cả. Sẽ đang giấu được pháo to. Bây giờ ăn bãi vàng ở trên nhà. Đây là he. Có một tên vào nhà Hồng Anh móc máy không? Khoảng tầm 15 con thôi. Cũng giờ cũng được. Màu 8 giờ đang rất yếu rừng. Đây. Chơi vào bãi này của game thủ BB đã. Bãi gỗ này là một bãi gỗ mà rất nhiều dân, và đây là những bãi gỗ chủ lực của BB. Một cái khe đẹp luôn để đứng bẹt. Dâng bẹt lên hơi, đẩy bẹt lên hơi cao tí được không? Vâng, BB đang muốn hai tên hợp một. Nhưng chim sẻ đã bắt bài và chim sẻ đã giải e trước. Một tình huống mà chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ai sẽ là người hết ai. BB hay là chim sẻ. Đạp đôi của BB chưa thể áp sát vào những con bẹt của cái đủ chim sẻ nắng. Chúng ta đang có thể thấy, nhưng mà bây giờ là voi. Voi này mới là thấm. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng là chim sẻ nắng đang dẻo như thế nào. Quá dẻo dành cho chim sẻ. Một khu vực đứng quá đẹp. Và khu vực 9 giờ là một khu vực mà chim sẻ cũng cần phải hướng về đó để ăn rừng.
Má đánh máy game thủ he he. Vâng, đây là sẻ. BB đang rất nói dừng rồi đấy. Đây là He đang nở tham 10. He cũng đang sóc 1-2, đang sóc đơn đi quấy đội bạn cho đội bạn mất tay. Chủ lực bây giờ vẫn đang là chim sẻ thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi, chim sẻ đang lấn dần bản đồ. Đây có một bãi vàng. Trên đường đi lấn có một bãi vàng. BB bắt đầu chạy xuống chính, cửa thắng dành cho cầu thủ chia sẻ nắng và He đang là rất cao. Vâng, bây giờ thì cần lắm những cái tim được nổ trên phần khung chat, trên fanpage Tuấn Tiền Tỷ. Các bạn có thể cho tôi nhìn thấy cánh tay của các bạn được không? Các bạn có thể cho tôi nhìn thấy trái tim của bạn ở đây rồi, bãi vàng rồi, có vàng sóc bẹt, lấn bản đồ càng dễ hơn. Một bãi vàng nhà BB nữa. Vâng, He He rất đồng đội bơm cho chim sẻ hẳn 51 vàng. BB vẫn đang thiêu tên này. Một tên chúng ta còn thấy sự lợi hại đến từ những con cung Aetherian. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Cung AC rất khác bọt. Nếu như đây là đạp đôi Egypt thì nó còn có một gọi là tí xoắn. Nhưng mà dăm ba cái con đạp đôi phố này thì cũng giờ bây giờ làm bố rồi. Hay ai có bo bủng cái đoạn mặt đấy mà là không? Mà mấy con voi đây đây. Được rồi, đây này. Chúng ta có thể thấy chim sẻ ém pháo. Để mà nói thì như kiểu đang đánh Điện Biên Phủ vậy. Cho pháo đầu, cho pháo ra rồi. Nhưng sau đấy sẽ giật pháo về. Giấu pháo. Và bây giờ những con pháo bắt đầu lôi ra để ăn những con voi. Sẽ quá quái. Bãi vàng to đùng. Dã man. Một trái tay này cho chia sẻ nào các bạn. Các bạn ơi, cho tôi thấy những cái trái tim của bạn gửi đến với chia sẻ nào ở trên bàn khung chat fanpage Tuấn Tiền Tỷ đúng không ạ? Dã man, đúng là một map sinh ra để cho chim sẻ được lên làm huyền thoại. Một trận đi đấu mà không ai có thể tin nổi. Một bài cầm Aetherian cân 2. Kinh khủng khiếp. Đúng là một bài mà chỉ có chim sẻ cầm mới có thể thắng được thôi. Còn ngoài chim sẻ ra thì tôi thề bài này không ai có thể. Không ai có thể. Không ai có thể làm cách nào để thắng được ngoài chim sẻ. Quá dã man. Ghế massage Haruko, điểm tô cho sức khỏe.